Thưa quý vị, chủ đề nói về tình yêu vợ chồng là chủ đề luôn được mọi người quan tâm. Và ngày hôm nay, tôi gửi tới quý vị, các bạn một câu chuyện đã xảy ra trong gia đình giữa hai vợ chồng, đầy phũ phàng và cay đắng. Chi tiết câu chuyện như thế nào? Sau đây tôi kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và lắng nghe câu chuyện. Nhìn chồng và Lan dính chặt lấy nhau ngay trước mặt mình mà Hoa đau đớn vô cùng. Họ đã quá coi thường cô như vậy thì cô sẽ khiến cả hai phải khóc thét vì chuyện này. Từ ngày vợ đẻ đứa thứ ba vẫn là con gái khiến Tú chán ngán vô cùng. Lúc nào về nhà nhìn ba đứa nhỏ rồi cô vợ xề của mình, Tú lại phát cáu và chỉ chiết Hoa các kiểu rằng cô không biết đẻ, vô dụng các thể loại. Biết chồng thích con trai, nhưng cái số cô không có được điều may mắn đó, nên Hoa đành cam chịu tất cả. Mặc chồng mắng, thậm chí là đánh chửi, Hoa cứ ôm chặt ba đứa nhỏ vào lòng, ứa nước mắt tủi thân. Vợ như thế khiến Tú lại có nhu cầu kiếm con ở bên ngoài. Anh bí mật cặp kè với Lan, cô bạn đại học cũ. Giờ Lan đã có gia đình hết cả rồi, nhưng không hiểu sao Lan lại cặp bồ với Tú như những kẻ đang yêu đương vụng trộm. Nhiều lần ở bên Lan, Tú cứ giục cô ly hôn với chồng đi để có thể sinh con cho Tú, nhưng Lan lắc đầu từ chối. Lan không thể bỏ chồng vì nhà cô mắc nợ chồng nhiều lắm. Chuyện qua lại với Tú là sai trái, nhưng vì yêu cô cứ bất chấp tất cả mọi thứ. Thế rồi một ngày nọ, Tú vô tư đưa Lan về nhà mình giữa trưa nắng. Hôm ấy bé Chip bị ốm nên Hoa cứ ở lì trong phòng chăm bé Chip. Bất chợt về phòng lấy thuốc cho con ốm, Hoa chết chân thấy chồng đang ôm hôn Lan một cách tự nhiên, không hề sợ hãi gì hết. Quá sốc về chuyện này, Hoa cứ ứ không nói lên lời, tay chỉ về phía chồng. Thì lúc này Tú quay ra nhìn thấy Hoa. Anh ta chẳng biểu hiện sự sợ hãi gì hết mà cười khẩy nói với vợ một câu khiến Hoa cay đắng vô cùng. Loại vợ không biết đẻ như cô, nhìn cái gì? Vì cô nên tôi phải đưa Lan về nhà âu yếm đó để có con trai đấy. Cô muốn học cách không thì đứng đó mà nhìn học hỏi kinh nghiệm, không thì biến cho đỡ ngứa mắt tôi. Anh quá đáng vừa thôi chứ. Thấy chồng đã ngoại tình lại còn ngang nhiên đưa gái về nhà làm chuyện đó trước mặt vợ, khiến Hoa đau như có hàng ngàn con dao cứa vào tim mình. Đi ra ngoài, Lan ứa nước mắt cay đắng, giận hờn vì trót lấy phải người chồng không có đạo đức kia. Về phòng con nhìn bé Chip đang sốt, cô thương con vô cùng. Lẽ nào mẹ con cô lại là người bỏ đi trong căn nhà này? Không, cô không được mềm yếu và để chồng khinh thường như thế. Cô sẽ khiến họ phải trả giá, khóc thét vì đã làm tổn thương mẹ con cô thế này. Hoa tự nhủ lòng như vậy. Cầm lấy điện thoại, Hoa đi thẳng sang phòng chồng và mở Facebook lên, rồi bật chế độ livestream ra, chìa thẳng điện thoại về hướng của chồng và Lan đang âu yếm nhau. Hoa cay đắng viết một cái chú thích lên đó: nếu chồng và vợ bạn đang ở trong vị trí của hai người kia, bạn sẽ làm gì? Và tăng luôn tên Facebook của chồng Lan vào đó. Phát trực tiếp chừng được 2 phút thì Hoa tắt đi và tiến thẳng tới chỗ hai con người ti tiện đó nói một câu, khiến cả hai sợ tái mặt mà ôm quần áo bỏ chạy ngay lập tức. Hai người diễn tốt đấy. Tôi đã live stream cảnh nóng của hai người và tăng tên chồng cô ta vào đó rồi. Có lẽ chỉ vài phút nữa nhà này sẽ đông vui không tưởng cho mà xem. Cô làm cái gì điên rồ như thế? Đúng, tôi đang làm trò điên rồ ấy. Nhưng là do anh chị ép tôi cơ mà. Hai người ngang nhiên làm chuyện đó trước mặt tôi, tôi sao có thể ích kỷ xem phim hay một mình được? Phải chia sẻ cho tất cả mọi người cùng thưởng thức chứ. Trời đất ơi, vợ anh đã giết em rồi, anh biết không? Cô liệu hồn đấy. Xong vụ việc này tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. Anh không có cơ hội đó đâu. Tôi đã viết sẵn đơn ly hôn để tự giải thoát cho mình rồi.
tôi ớn đến tận cổ khi phải sống cùng con người bảo thủ điều cáng như anh rồi. Thử xem vắng tôi, anh sẽ đối mặt với chuyện này như thế nào. Nhìn hai người đó sợ sệt, luống cuống, ôm quần áo, Hoa cười khẩy một cái, rồi lên bế bé Chip ra ngoài. Vừa bước ra đến cổng, đã thấy chồng Lan hùng hổ xông vào, và theo sau đó là mấy người họ nhà chồng của Lan. Đứng ở ngoài nhìn vào, tôi thấy chồng mình kêu đau đớn vì bị đánh, còn Lan thì ôm vội quần áo chạy ra khỏi nhà, lên taxi đi đâu đó. Lát sau thấy chồng Lan đi ra với mặt dữ tợn, lao đi tìm vợ mà chửi bới bằng những lời lẽ thập tệ. Quá ư hài lòng về cái kết cho những gian phu dâm phụ, tôi lên xe đưa con về thẳng nhà ngoại mà cười chua chát. Nhưng sao đã khiến chồng và Lan bẽ mặt vì chuyện này mà nước mắt tôi cứ ứ ra, tim tôi đau quặn lại như thế. Phải chăng tôi đang đau? Nỗi đau của một người mẹ ba con bị chồng coi thường và phản bội một cách tàn nhẫn đến như vậy. Vâng, một câu chuyện người vợ đã chia sẻ lại về cuộc hôn nhân của mình vô cùng đau lòng. Mong rằng quý vị đưa ra những lời bình luận chia sẻ. Tiếp theo kính mời quý vị lắng nghe câu chuyện thứ hai. Cận kề ngày sinh đi kiểm tra thai sản, vợ sốc nặng khi bác sĩ báo tin động trời. Thất thần nhìn sang chồng mới thấy ánh mắt anh dại đi, thú nhận điều khủng khiếp. Chỉ còn gần 2 tháng nữa là tôi sẽ lên bản đẻ. Vậy mà ngay lúc này lại gặp phải một chuyện vô cùng éo le. Tôi không biết phải đối mặt với cú sốc này như thế nào nữa. Trước khi yêu, chồng tôi đã từng có mối quan hệ tình cảm với một người phụ nữ khác. Tôi nghe phong phanh rằng người yêu cũ của chồng tôi không được đàng hoàng lắm. Cô ấy đã qua lại với nhiều người trong khi còn yêu chồng tôi. Phát hiện ra sự thật, chồng tôi đã chia tay và sau đó thì quen tôi. Đáng lẽ bị cắm sừng một lần, chồng tôi phải hiểu và chấm dứt hoàn toàn với người kia. Đằng này mỗi lần cô ấy có việc gì cần, chồng tôi lại có mặt không khác gì người nhà. Thời điểm chúng tôi yêu nhau, chồng tôi vẫn dùng rằng với người yêu cũ. Có một lần, anh còn qua đêm ở nhà cô ấy. Biết chuyện, tôi đã ý định sẽ chia tay. Thế nhưng, chồng tôi lại thanh minh là cô gái kia bị ốm. Chồng tôi sợ đêm hôm cô ấy xảy ra chuyện nên mới ở lại. Đúng là tôi đã nhẹ dạ cả tin mới chấp nhận bỏ qua chuyện đó. Hơn nữa sau đó vài hôm, tôi lại biết mình có thai nên không còn nhớ chuyện cũ nữa. Những tưởng khi đã xác định với tôi, chồng sẽ tu trí lo nghĩ cho gia đình, vợ và con. Vậy mà đêm tân hôn, vợ chồng tôi lại cãi nhau về chuyện này. Đêm ấy chúng tôi kiểm tra phong bì, đến một chiếc phong bì trắng. Tôi mở ra thì thấy lá thư giải và một cọc tiền 500.000 đồng. Đọc bức thư ấy, tôi giận đến trào nước mắt vì đó là thư mà người yêu cũ của chồng tôi viết. Cô ấy gửi lời chúc đến chồng tôi nhưng không quên kể lại những kỷ niệm đẹp của họ. Còn số tiền trong phong bì là số tiền chồng tôi đã cho cô ấy vài tháng về trước. Tôi không phải người hẹp hòi, nhưng chia tay rồi mà vẫn lưu luyến như vậy, làm sao tôi có thể chịu nổi. Lần ấy nếu không có mẹ chồng can ngăn, chắc tôi đã về nhà bố mẹ đẻ ngay trong đêm rồi. Và lại chồng tôi cũng quỳ xuống hứa sẽ cắt đứt mọi liên lạc với người yêu cũ. Sau lần ấy, chồng tôi có vẻ thay đổi. Anh chăm lo cho tôi từng chút một, cũng không có biểu hiện của việc ngoại tình. Tôi đã lầm tưởng là chồng thay đổi. Thế nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc, hoặc ít nhất thì chồng tôi cũng đã phản bội vợ một lần. Bình thường chồng tôi vẫn đưa vợ đi khám thai định kỳ. Hôm qua khi chúng tôi đến gặp bác sĩ, tôi có nói với bác sĩ tình trạng sức khỏe của mình. Nghe tôi thắc mắc, bác sĩ đã yêu cầu thăm khám để chẩn đoán chính xác những gì tôi đang gặp phải. Một lúc sau, bác sĩ trở ra và thở dài nói rằng tôi đã bị sùi mào gà. Tôi cần uống thuốc, theo dõi kỹ và phải sinh mổ trong quá trình chuyển dạ. Tôi là một người sạch sẽ, lại không có ai ngoài chồng. Vì thế, không có lý do gì mà tôi mắc bệnh đó. Thất thần nhìn sang chồng, tôi thấy ánh mắt anh dại đi. Anh bỗng ôm mặt rồi quỳ xuống xin lỗi tôi vì điều khiến tôi và con chịu khổ. Trên đường về, chồng tôi liên tục thanh minh rằng anh chỉ lỡ qua đêm với người yêu cũ một lần, không ngờ hậu quả lại như vậy. Đến bây giờ,
Tôi vẫn sốc và không biết phải làm gì vì một phút siêu lòng của chồng mà tôi và con lâm vào cảnh nguy hiểm. Còn anh, bây giờ có hối hận bao nhiêu cũng đã là quá muộn màng. Vâng, hai câu chuyện đến đây là kết thúc. Mong rằng quý vị lắng nghe, đưa ra những lời chia sẻ bình luận. Tôi rất chân thành cảm ơn. Đến đây tôi xin chào và hẹn gặp lại.